Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Andy Gaming. Và trong video hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với game GTA 5 này. Cũng mấy hôm rồi mình không làm GTA 5 ha, từ cái hôm video Exeter đi phượt đó. Rồi ok, thì hôm nay mình sẽ mod cái con Toyota Fortuner 2017. Và nay dắt ghẹ đi chơi ha các bạn. Con này thì đúng với cái tên phong là thánh lực, không tại nó cao với lại nó đa dạng. Nó cao, cái xe gầm nó cao. Rồi nói chung là nó phổ biến Việt Nam đó, cho nên là lật nhiều, cho nên là thành ra là mọi người phong là thánh lật. Chứ đúng là mấy xe gầm cao các bạn chạy mà kiểu ẩu đánh lái bậy bạ chắc cũng lật thôi. Tại con này nó phổ biến nhiều, cái độ phổ biến nó nhiều, Toyota phổ biến nó nhiều, cho nên là thành ra là nó có cái tên là thánh lật. Còn cái mod ở trong này nó rất là feel nha các bạn. Xe nó chạy nó kiểu như là nó bị lệ lưỡi, nó chạy không mấy ông bắt bẻ. Xe nó chạy kiểu nó lượn lượn á, nó không có được bám đường nó đó, không giống như là xe nó lả lướt trên mặt đường lắm. Rồi để mình đi độ con này lên. Thì này là mình mod xe replay, thành ra nó tên một con xe khác, sedan. Mấy cái này thì mình nghĩ chắc là không có gì đâu, thường thôi, cũng không có gì đặc sắc hết trơn á. Lên đèn cũng chả khác cái gì, neon cũng chả thấy đâu, biển số thì được, may ra còn cái biển số. Biển số an ủi. À, con này mặc định lên mà silver, blue silver, rồi shadow silver. Silver nhìn thấy ớn vậy. Thôi con này màu đỏ chói chói ớn quá. Thế mà lại được nè. Nhìn cho nó thật thật. Turbo mình không nâng nha, nâng mấy con này turbo đâu mà khỏi chạy luôn á, nó đã lả lướt rồi mình nâng turbo. Còn nếu bị lỗi mình hay nói các bạn bị lỗi đó đây nè, khi mà mình bật cái này lên thì kính nó mù mờ hết trơn mà được cái đèn nó đẹp hơn. Mình nâng mod này nè các bạn thấy nè, kính đồ toàn bộ. Thường mấy con xe nó hay, hoặc là mấy con xe mà nó mẫu nó kiểu vậy, nó hay bị lỗi như vậy nè đó, các bạn thấy không, kính nó toàn bộ đồ đen hết, cho nên ít khi nào mình nâng kính lắm. Cái này mình đang mod đồ họa Mac Visual Grid game, mình chưa có thay cái file Visual setting đó, cho nên là cái đèn nó chói lắm, rồi bên trong nó chói nhưng mà nhìn nó cũng được. Không, nó tệ lắm, chết bà quên gỡ này. Này không coi được cái đồng hồ kỹ rồi, nhưng mà cũng được, cũng tạm, đã thất cũng được. Nó hơi bị bóp bóp, nó hơi bị méo méo ở cái phần bên này đó các bạn, nó méo mó bên trong rồi nó bị nứt chổi. Thì nói chung là này là cũng chỉ là con xe thường mấy cái hãng này hiếm ai mà người nước ngoài nào mà làm một cái xe mà nó full đầy đủ chi mà nó đến như vậy thì cũng là ok rồi, thấy không? Chúng là được một cái mẫu nhìn bên ngoài vô đẹp là được rồi, bên trong cả cha nó kính các bạn nhìn gương chiếu hậu rất là rõ luôn, thấy không? Là ok rồi, trời. Hôm nay để mình xem mình nên đi đâu đây ta, để mình đi qua cái này là cái đập luôn ta, cái thủy điện á, cái đập thủy điện đúng rồi. Mình nhớ đâu đây có một cái hồ nước, không nhớ nằm đâu nữa. Nguyên cái hồ rộng lắm, đây là cái hồ gì nè, ô phải đâu cái hồ, mình nhớ là trên bên đầu có một cái hồ, tại vì mấy cái điểm này nói chung là mình cũng đã đi phượt nhiều rồi. À đây đi upgrade đi, trời xuống đây upgrade ngon. Khu kia là cái khu mà nước á các bạn, mình thử upgrade của con này thì Fortuner này mình nhớ nó cũng có một bảng nè, hai cầu, một bảng là một cầu á, hình như là vậy đó. Đây các bạn thấy nó chạy hơi bị lả lướt luôn, xe thì chạy nó chở ghẹ nó nặng quá nó hơi ị ạch chút xíu, nói hồi ghẹ nó tự ái bỏ xuống xe đi luôn à. Ok, thì nếu mà các bạn thích cái video này hoặc các bạn thích làm game người ta năm này thì các bạn hãy like và chia sẻ lên Facebook với mình ha, và comment phía dưới video này. Thì bạn nào có những ý tưởng hay thì các bạn cứ comment, mình sẽ share, mình sẽ làm cho các bạn. Ok, hiện tại còn một cái bạn kia còn một ý tưởng khá là hay, mình sẽ làm sắp tới. Ok, để mình xem là cái tên của nó mình không nhớ bạn nào nữa. Có gì quan tên thì thôi bạn đó cho mình thông cảm ha, mình xin lỗi nha. Ý tưởng nó rất là hay, để mình làm video tiếp theo cho các bạn. Ok, các bạn đón chờ nha, like và share giúp mình, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ dắt con ghẹ đi upgrade. Đây, chắc anh em chưa thấy ghẹ đúng không ta? Ghẹ bây giờ rẻ lắm, đâu nhiêu ký ta, không đi hỏi giá nữa. Xe là chạy nó phiêu quá.
chạy thì chậm mà đi lên upgrade cũng được đó chứ, không phải tệ. Cái đó các bạn nhiều lúc nó kiểu như nó hơi kỳ kỳ, nó không có được bám đường cho lắm. Ê, trời xong. Ôi, xe trời ơi, xe tôi xịn không? Mấy người thấy tôi không bị gì hết trơn, xe mình không bị gì hết. Đấy. Cái kính nó hơi sai sai, cái kính nó hơi trắng quá ta. Bể kính chưa vậy? À rồi, cái kính nó vậy, kính default nó vậy. Đụng con kia nát đèn, nát đít luôn mà xe mình không sao chứ. Ấy da trời ơi à. À. Cái này thì có dấu rồi nè. Đi mở mắt nhìn đường cái chơi gì đâu. Trời ơi, đi đi đại đi, đi không dừng lại cái nữa chứ. Rồi cái đường mình còn đi upgrade là đâm thẳng xuống như này. Đấy các bạn thấy khúc đó không? Khúc đó là ơi, cống 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 cống. Khúc đường này là nó là bao gồm nước và cát, rồi nước rồi cát là đủ thứ hết trơn á. Đây, con này upgrade hơi bị ngon. Ok các bạn đợi mình chút xíu nha. Ok bây giờ chúng ta đi thôi. Bây giờ mình thử không, cái nước này mình nghĩ chắc là xe mình đi ok, không có gì chân. Bây giờ thử upgrade đây, phóng dưới thử. Thời tiết là đang xuống chiều không, đây là hơi sai xíu. Để mình chỉnh thời tiết lên buổi sáng. Không sáng không được, không ổn. Tầm cỡ này nè, afternoon nè, nhìn nó đẹp. Còn thời tiết này thì ôi, mây nó ôi, mây này ảo quá. Ảo quá sao ảo. Adrenaline nó khác clear, mỗi chỗ là clear là sạch sẽ, không có một cái mây rồi luôn. Còn Adrenaline nó lại có mây. Ôi, cái đít mình muốn 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 lật ngược xe luôn á các bạn, như lộn mèo rồi đó. Từ từ từ, đang từ từ. Rồi. Trời, nước này là thường thôi đấy nè. Ngâm xe còn được mà, thấy chưa? Thường thôi. Tuy là nó hơi ngập xe xíu nhưng mà không sao. Lại nè, đó. Bây giờ xuống xe sâu ghẹ cho anh em xem ha. Rồi, qua đây. Qua đây. Ghẹ ghẹ. Kêu nó hỏi đi về luôn à. Đây ghẹ mình đây, trời các bạn thấy không? Đẹp chưa? Đứng xuống đây, đứng xuống đây, đứng đây chụp hình, đứng qua đây, đứng qua đây. Đứng đây cười lên, cười lên, cười tôi. Mình đi vô đây mày đứng nè, trời ơi ghẹ là ghẹ. Mình kéo con này nó lại gần 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 chút xíu à. Close up. Sát lại gần nhau hơn. Gần mất con xe à. Bụp mất xe. Rồi ok. Để mình gọi là mình 10 giây, 10 giây, 10 giây, 10 giây, mọi nó lên 10 hết thời gian. 10 giây chưa ta? Rồi 10 giây rồi đó. À 11 giây rồi. Rồi ok lên. Này cho nó ngồi sau đi, có gì va chạm mà đỡ hơn. Đấy. Con này nó cũng nên là do xe replay cho nên là nó không có những cái gói độ này kia ha. Đó các bạn thấy đường của này nó lầy lội chưa? Đây. Đường bùng luôn nha các bạn, nó ăn bánh xe luôn nè. Ây da, bùng nó đang ăn xe tôi. Chở nước nè. Thường thôi. Không. À, khi nào mà Fortuner đã có cái chuẩn chống nước. Khoáng nước chống chống bụi bẩn IP68. Trời, nãy mình tưởng đâu con xe nó chìm luôn rồi chứ ai ngờ nó vẫn còn đi được hay à. Vô, vô, đúng rồi, vô, vô, có lên, có lên, có lên, có lên. Trời ơi, như thuyền trôi vậy các bạn. Rồi, xong ngẫm. Tắt máy rồi. Nó tắt máy rồi, nó vô đây nó tắt máy rồi. Bây giờ mình cần phải... Đây, cần phải lấy một con xe như vậy nữa. À. Rồi. Xe này dục đi, hư rồi. Đi 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 xuống kìa ơi, lên đây chơi nè. Đó các bạn thấy cái bùng không?
mình phải đi kiểu nhảy nhảy tưng 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 mình mới đi được lên. Là nó đi kiểu hai hàng lên lại lại con kia là lại kỹ thuật thôi. À đây có cái thuyền câu cá hả? Chuẩn rồi, câu cá. Ví dụ con câu gì mấy ba câu đi, tôi có làm gì đâu. Cá nó chạy hết thôi chứ có gì đâu mà, câu đi. Cái này có trớn thì mình đi gì được, hôm nay khúc này thì không sao. Khúc này thì nó chỉ có bùn thôi. Chứ nó không có... Con nước nó không có sâu lắm, không có giờ động cơ lắm. Cái này sông lớn, bậy rồi. Bắt trớn mình đi ha. Chứ đi bình thường mà chết, ngậm động cơ chết. Nãy mới ngậm hết chiếc à. Vô nè, qua luôn nè. Nhẹ nhàng thôi. Vì từ bên này qua tới bờ bên kia mới là hơi khó đó các bạn. Để mình bên này mình bắt chớn qua. Con này nhọc đít nhọc đầu đủ thứ chưa, đủ kiểu con đà điểu. Vô đi nè tụi bay, vô 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 rồi xong. Nước này sâu quá rồi, thôi xong. Ở dưới thương sôi nở chưa vậy, mình tính lấy xe lên mà mình lấy không kịp, nước này nó sâu cực kỳ sâu luôn. Nước này chơi không ổn, nước nước này chơi không ổn. Thì để mình lấy thêm con xe nữa đấy, nhận đồi xe ra. Nó hơi bị rớt cái mỏ xíu không sao. Cái cách này là cái cách mà để lấy xe đó các bạn. Chết ba, xe này bị lỗi rồi, xóa đi. Tại vì con xe kia nó bị vô nước rồi là không có cách nào mà để đi được hết trơn á, nó không mình không có thể sửa chữa được. À nó một cái buồng như vậy đó, không thể nào sửa chữa được cho nên vô nước là mình dục xe đó thôi. Chung là để mình cho các bạn xem thử cái khu này nó như thế nào. Đây các bạn thấy không, cái này như cái flycam vậy đó. À, nó với cái từ bên này thì nó dễ, nhưng mà từ bên này qua bên này thì nó lại khó, nước nó lại rất là sâu. Đứa cái đường này là cái đường chính nè. Đây, cái đường này là cái đường chính nè, từ cái mũi tên các bạn thấy nè, đây đây ra tới đây đó ấy. Từ bên này nè ra ra ngoài sông chính luôn, đó là ngoài biển luôn. Đây, thành ra là cái đường hơi lớn thì mình đi hơi khó xíu, không sao vẫn đi được, hãy đi theo cách của bạn Viettel. Họ nó ngủm gần hết xe luôn. Cái này nó không có giỡn được các bạn ơi, thôi bỏ đi khác. Nó tự ơi ấy 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 trời ơi. Gì chửi vậy, rồi nó chỉ lật chút xíu thôi mà, đi thánh lực phải chịu lực chứ, chửi người ta thoát luôn chứ, đi xíu hà, nghỉ chơi bây giờ có chửi người ta. Khúc này thì nước nó cạn, không sao hết. Đó, khu này là cái khu mà gọi là test xe upgrade hả các bạn, gọi là cứ đem xe vào đây test là kiểu gì cũng họ có con chiếc ngậm nước à, trừ khi mấy con quỷ mà bánh nó bự lắm, bánh nó là nó mới phân nửa bánh của dưới nước thôi thì may ra là đi. Con này mỗi lần nó xuống nước mình cảm tưởng như là nó như là nó quẹo bên. Ê ngon vậy, trời ơi, leo lên thì bị ngon. Nó như kiểu là quẹo bên này nhưng mà đi bên kia các bạn, nó như kiểu kiểu như vậy. Thôi đi chỗ khác chơi, chỗ kia là xưa rồi, giờ anh đi leo đồi hay đi leo đồi núi. Upgrade hơi bị ngon, có cái lâu lâu nó hơi lật thôi. Ủa có này một cầu hả? Cái này mình nghĩ là do xem mod replay nên nó ra có một cầu thôi. Ui ui sao nghiêng nghiêng thấy ghê quá vậy? Đây tôi đang ở trên núi thường thôi. À, bên kia là sân bay. À cái này cũng có upgrade được nữa nè, đấy nè. Có cái con sông như này nè. View. Tính ra cái độ mà leo trèo núi với lại đi đường sông suối con này thì cũng tạm ổn, tạm ổn nha.
Game thứ nhất thì cũng không có gì nhiều đó. Thứ nhất các bạn cũng chỉ thấy như bình thường thôi, cho nên để này lên như thế nó xấu lắm. À, trời. Xe 4 bánh với xe 2 bánh, hôm nay đi 2 bánh rồi vậy. Cảnh sát đang dí người dân kìa. Lúc này là mình chạy như mình lên cái trên thượng nguồn nguồn nó chảy, nguồn nước từ chảy thế này. Ấy ấy, trời ơi. Nhỏ cắn có cục đá nhỏ xíu không mà xe muốn nằm phơi bụng rồi. Đây nước vẫn còn chảy nè các bạn. Để mình hả? Truy tìm nguồn tung tích nguồn nước chảy từ đâu vậy? Nó chảy từ đâu vậy? Đây là nước nè. Đây vẫn còn nước nè. Đây vẫn còn nước nè. Đây hết nước. Hết nước. What the fuck, chảy từ dưới đất lên hả? Thế nè. Nước đây quá trời luôn. Nước nước quá trời nước luôn. Mà lại đấy, các bạn thấy nó đứng nước người nó phải vẩy nước ra. What the fuck, nước đâu ra đây? Con kia mà chưa mình chỗ tao mày. Nước đâu ra tự nhiên đi. Mình không biết là nước nguồn từ đâu ra luôn á. Đóng cửa vô cái. Rồi. Nước đâu đâu nó chạy xuống cái này, nó chạy cực kỳ nhiều luôn, đây là nó quá trời luôn, cái này hứng nhiều quá, không giỡn đâu. Ấy trời, hai cặp vợ chồng. Ở lộn, có một cặp vợ chồng băng qua đường. Mới có hai, có một thôi. Bây giờ mình nên đi đâu nữa đây? Thì tình mình cũng biết đi đâu bây giờ á. Bên này còn một cái suối nữa mà nó khó lắm. Hơi bị khó, bên đó nó dữ dằn lắm. Đi qua cái chắc ngẫm xe luôn quá. Chạy hôm nay nhớ tới mấy con siêu xe ghê, chạy cực kỳ nhanh mà bám đường cực kỳ đã luôn. Chạy mình không lấn len luôn á. Còn con này thôi, không lớn nó lọt ra ngoài đường, nó lọt xuống ruộng luôn. Đó, xíu nó ăn cái cây rồi đó. Không lớn nó lọt ruộng. Thánh lọt chạy cũng được 140 nha các bạn. Trời, 42 rồi. Lên nữa đi. Cha trời. Trăm bốn bảy, trăm bốn tám, trăm bốn chín. Gần cho 50 rồi, không có giọng vừa đâu. Gần cho 50 luôn á. Ủa. À, bảy rồi, bảy rồi, bảy rồi, bảy rồi, bảy rồi, bảy rồi, bảy. Cái đường này là cái đường mà nguyên một cái con suối hơi bị bự luôn. Không cách nào đi được. Cái đường này là cái đường đi lên cáp treo này, lên núi này chứ đường nào. Suối ở đây là gọi là... Ây da. Thôi sao. Suối ở đó gọi là hơi bị khủng khiếp luôn á. Nó... Không có là ngẫm xe luôn chứ không phải giỡn đâu. Nhìn, không mưa. Dụ nó chiếc theo trời. Mình phải tăng cái tính gây cấn cho game chứ. Chứ là mình phải tạo một cái kịch tính gây cấn cho game chứ đúng không? Chứ mày này nó dí ngu của bà. Mà nó có súng luôn ơi, bớt người ta, nó bắn em, bớt người ta. Coi chừng, coi chừng, coi trai, coi chừng. Tưởng đâu mà nó chơi kiểu trong phim á các bạn, đạp ga nhanh xong rồi thắng cái két lại cho nó đụng với đít mình bụp nó té xe chơi đó. Trời, mới nói luôn. Mình đang vui nên cười hơi ghê nha các bạn. Chết bà rồi, bấm lộn, tính bấm càng, mình tính bấm nút càng á mà nó cho mình đua này luôn rồi. Rồi thôi, ok, video mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Ấy đua được luôn hả? Ngon vậy, thôi chơi luôn đi. Có ghệ lên xe ngồi chơi luôn rồi. Ở xe mình nó dựng cái kia kìa. Rồi, ngu một, trời, ngu một.
mình mới vừa nói xong kia nó té thiệt luôn, mình cười thì cười đang có hứng cười, mà lại đang vui nha. Ơi 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 lọt núi bây giờ ba chơi mà chơi mà chơi chơi bẩn quá của cái cha mà bây giờ xe đâu 2 bánh 14 bánh ủi tao được thôi, mới đi nha con mày ngủ bye now goodbye. Mình ngại ghê luôn các bạn ơi, hắn dễ dàng quá, có ghế ngồi là để nó nặng người rồi ha, không nặng xe rồi mà chạy vẫn rất là bốc cao cao. Ai tự nhiên tình cờ vô đua xe luôn. Đua xe này cũng được ha các bạn, để mốt mình tìm những cái điểm mà mình đưa cho các bạn xem cũng hay á. Nơi này có người cổ vũ nè, hello mấy anh biker abrap này đến ở đâu ta, hai người nó đuổi nó đuối xe quá à, đuối xe thật sự luôn á. Ấy win nó win nó win nó win nó win 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 win, trời ngại ghê luôn. Ấy da trời trời trời, nó mình thắng rồi nó còn lên nó đụng mình té xe luôn các bạn, mình té xe luôn á. Ê xe tao nha, rồi lên vậy cũng hay cũng hay cũng hay. À, lý do mà mình đua xe được là mình chưa có thay đổi game config trong này. Ok, game config là cái mà các bạn hay mod xe mà bị lỗi đó. Thì các bạn nào mà thay cái game config đó vô là các bạn sẽ không đi được những nhiệm vụ đó nữa. Giống như là nhiệm vụ mà lúc trước mình hay nói với các bạn là cái nhiệm vụ mà chỗ cái chỗ mà cái cửa hàng quản lý mình nó bị cướp này kia đó đó đó, cũng là nó đó. Nếu mà khác cái là lúc đó mình mod rồi nên mình không đi làm được, còn bây giờ là mình chưa mod. Mình chưa mod nhưng mà đang đẩy xin game. Ok, bây giờ sẽ thử nghiệm final cuối cùng của mình. Từ này phóng bên kia xem được hay không. Bắt chớn ở trên núi này thôi. Mới qua cuộc đua xe hơi bị ghê gớm. Vô! Quá luôn! Quá luôn! Quá luôn! Quá luôn! Rồi! Rồi tắt máy rồi. Xong. mình ngu vừa phải thôi. Mình ngu mình đá đó mà nhảy đập đầu. Tôi tử mày. Rồi ok, thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nhớ đăng ký kênh của mình, like video này và chia sẻ nó cái trang mạng xã hội với mình. Và nếu bạn thích nó, các bạn hãy like và share lên Facebook với mình ha. Ok, chào các bạn. Bye bye.